Nhiều dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh lách luật hoạt động bất chấp lệnh cấm dịch bệnh. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bất chấp dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp cùng lệnh cấm tụ tập của chính quyền, nhiều dịch vụ ăn chơi chui vẫn mở cửa phục vụ dân bay lắc. Điển hình là loại quán Beer Club, vốn giấy phép kinh doanh là nhà hàng, nhưng hoạt động lại như một vũ trường bất chấp nguy cơ dịch bệnh. Mới đây, lực lượng cảnh sát ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh cùng công an quận 10 đã đột kích quán Beer Club Red Line ở đường Cao Thắng. Lực lượng ập vào, một cảnh tượng khó tin diễn ra, một vũ trường cực lớn chứa hàng trăm người đang lắc lư theo điệu nhạc sôi động. Kết quả kiểm tra có đến 125 người dương tính với ma túy. Đáng nói, trong số những người chen chân chơi ma túy, một số người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hay khi dịch vụ karaoke bị cấm, vẫn có nhiều cơ sở có cách đối phó để phục vụ dân chơi, đặc biệt là khu vực vùng ven. Tối ngày 23 tháng 12, Công an thành phố Thủ Đức bất ngờ kiểm tra hành chính karaoke Julie số 20 đường số 38, khu dân cư Phước Thiện, phường Long Thạnh Mỹ, là điểm ăn chơi mà người dân phản ánh hoạt động chui mùa dịch. Lúc này trong quán có 3 nữ nhân viên, thấy bóng dáng công an đã lánh mặt và nhận là người quen của chủ quán đến lấy đồ. Dù quản lý cơ sở trình bày quán đã ngừng hoạt động từ lâu, tuy nhiên lực lượng công an kiểm tra tìm thấy các hóa đơn thu tiền của khách đóng dấu ngay ngày hôm đó và các ngày trước đó. Trong hóa đơn tính tiền cho khách ngày 19 tháng 12 thể hiện số tiền 2,5 triệu đồng và phát sinh thêm khoản ghi tắt là NV cũng 2,5 triệu đồng. Cuối cùng quản lý buộc thừa nhận đó là quán có hoạt động và khoản ghi trên hóa đơn NV là khoản tiền mà nhóm khách boa cho 3 nữ tiếp viên ngồi phục vụ cùng. Như thế, có dấu hiệu khách vẫn ăn nhậu tay vịn tại quán Julie trong giai đoạn dịch còn phức tạp khi các quán karaoke toàn thành phố đều ngừng hoạt động. Thời điểm này ở ngoài, quán tắt đèn, đóng cửa im ỉm nhưng lực lượng công an ập vào bất ngờ thì phát hiện có 4 phòng hoạt động với tổng cộng 38 người đang say khướt. Một loại hình khác vẫn hoạt động là phòng thu âm. Đầu tuần này, công an quận 11 đã bất ngờ đột kích vào phòng thu âm Happy KTV ở đường Minh Phụng. Bên ngoài đóng cửa tắt đèn nhưng bên trong phòng thu, khách liền chui vào rồi đóng cửa sập lại. Mọi hoạt động ăn chơi vẫn diễn ra bên trong như bình thường. Qua test nhanh, công an xác định có 8 người dương tính với ma túy. Hiện trường trong các phòng hoạt động như karaoke, công an đã tìm thấy nhiều viên nén ma túy. Dân chơi thừa nhận thuê phòng để hát hò, có âm thanh sôi động để phê ma túy. Chủ của phòng thu âm khai đã hoạt động lén lút từ tháng 10 cho đến nay. Lệnh tạm ngưng hoạt động đối với loại hình kinh doanh có điều kiện tại thành phố Hồ Chí Minh như karaoke, vũ trường, massage được thực hiện nghiêm từ giai đoạn bùng phát dịch cho đến nay và vẫn phải đợi chờ khi có thông báo mới. Theo một cán bộ phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh, lệnh cấm đối với các cơ sở kinh doanh là điều rất khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là đối với các cơ sở đó. Nhưng vì sự an toàn của cộng đồng, các cơ sở buộc phải chấp hành nghiêm. Nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm, chúng tôi sẽ xử phạt nặng, có kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh. Trường hợp làm lây lan dịch bệnh có thể xử lý hình sự đối với những người liên quan, vị cán bộ thông tin thêm. Thời gian qua đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm lách luật. Cụ thể như vũ trường bị cấm thì Beer Club, vốn có giấy phép hoạt động nhà hàng, lại hoạt động như vũ trường. Karaoke bị cấm thì xuất hiện các phòng thu âm. Rồi nhà hàng cũng có phòng VIP y hệt karaoke.